Xin trân trọng cảm ơn ca sĩ Trọng Tấn và các nghệ sĩ múa đã vừa gửi đến tất cả chúng ta tiết mục mở đầu thật ấn tượng cho lễ khai mạc Olympic Toán học Quốc tế 2007 tại thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thank you, singer Trọng Tấn and dancers for the impressive performance to start the opening ceremony of the 40th International Mathematical Olympiad taking place in Hanoi, the capital of the Socialist Republic of Vietnam. Kính thưa toàn thể quý vị, như lời mời gọi đến với Việt Nam, bài hát Việt Nam quê hương tôi là niềm tự hào của người dân Việt Nam về vẻ đẹp của đất nước cũng như truyền thống anh hùng của dân tộc. Ladies and gentlemen, like an invitation to Vietnam, the song Vietnam, our homeland, manifests the pride of Vietnamese people in the country's beauty and heroic tradition. Trong những ngày này, những người yêu toán học khắp mọi nơi trên thế giới đều đang hướng về Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nơi tất cả các nhà toán học trẻ ưu tú nhất đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tụ họp để cùng tham dự Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48. On these days, math enthusiasts all over the world are looking to Hanoi, the capital of Vietnam, where all the best young mathematicians from 95 countries and territories are assembling to participate in the 40th International Mathematical Olympiad. Và cũng trong những ngày này, đất nước chúng tôi vinh dự được chào đón các vị khách, các đoàn đại biểu và thí sinh quốc tế tham dự sự kiện. Một lần nữa, xin được gửi đến tất cả quý vị, đặc biệt là những người bạn quốc tế, tình cảm nồng hậu của đất nước và con người Việt Nam. Also on these days, our country has the great honor to receive distinguished guests and teams from countries and territories to come to attend the event. Once again, we'd like to extend to all of you, especially international friends, the warmest sentiments of the Vietnamese country and people. Kính thưa toàn thể quý vị, nhà toán học đầu tiên Pythagore được biết đến bởi niềm tin rằng toán học nắm giữ chìa khóa của cái đẹp. Và năm 2007 này, Việt Nam đã đứng ra tổ chức sự kiện có ý nghĩa với hy vọng sẽ mang lại cho những người tham gia kỳ thi cơ hội để thể hiện khả năng trao đổi ý kiến, học hỏi lẫn nhau, cùng sống trong tình hữu nghị quốc tế và đặc biệt là khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam, các loại hình nghệ thuật và văn hóa của đất nước chúng tôi. Ladies and gentlemen,
The first mathematician, Pythagoras, has been known for his belief that mathematics holds the key to beauty. And this year, 2007, Vietnam holds a significant event to make it a good opportunity for all participants to demonstrate your ability, interchange your ideas, learn from one another, enjoy international friendship, and especially discover the hidden charm of our country, Vietnam, as well as our arts and culture. Kính thưa quý vị, thưa quý bà, quý ông, thưa các bạn bè quốc tế, sự hiện diện đông đảo của quý vị ở đây là nguồn cổ vũ động viên rất lớn đối với kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48. Và chúng ta hãy cùng nhau mang đến kỳ thi này một vẻ đẹp thông qua các kỹ năng giải toán thành thạo, những tư duy logic và đột phá sáng tạo của những trí tuệ thông minh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, your broad attendance here absolutely represents great support for the 40th International Mathematical Olympiad. Let's work together to bring beauty to this math competition with professional skills in problem solving, logical thoughts, and breakthroughs in creation of brilliant minds. Thưa quý vị, tham dự trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay có các nhà lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà Việt Nam và các vị khách quý đến từ các nước và vùng lãnh thổ. Cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu. Attending the opening ceremony today are high-ranking officials of Vietnam, as well as distinguished guests from overseas. On the Vietnam side, let me have your great honor to introduce. Về phía Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Ngài Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng. His Excellency Mr. Nguyễn Tấn Dũng, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. His Excellency Professor Dr. Nguyễn Thiện Nhân, Minister of Education and Training of Vietnam. Xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Văn Nhung, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng Ban Tổ chức IMO 2007. His Excellency Professor Dr. Trần Văn Nhung, Vice Minister of Education and Training of Vietnam, President of the IMO 2007 Organizing Committee. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Dr. Nguyễn Quốc Triệu, Chairman of Hanoi People's Committee. Kính thưa quý vị, và tham dự trong sự kiện ngày hôm nay của chúng ta còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, giám đốc các sở giáo dục đào tạo của các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam. And leaders of ministry and agencies, director of education and training of provinces of Vietnam. Thưa quý vị, về phía bạn bè quốc tế, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của Giáo sư Tiến sĩ Joseph Pelican, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cuộc thi Olympic Toán Quốc tế. On other sides, I'm really honored to introduce Professor Dr. Joseph Pelican, Chairman of the Advisory Board of International Mathematical Olympiads. Thưa quý vị, và đặc biệt sự hiện diện của 95 đoàn thí sinh và quan sát viên đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng có mặt tại Hà Nội, Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào mừng toàn thể quý vị. And 95 delegations and observers coming from 95 countries and territories. Một lần nữa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các vị khách quý đã tới tham dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Xin được cảm ơn đại diện các đoàn đã tham gia Olympic Toán Quốc tế 2007 được tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi cũng xin được dành lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ cho chương trình của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI, Công ty Máy tính CMS, Công ty Tài chính Dầu khí, Công ty FPT đã tài trợ cho chương trình của chúng ta. Thank you very much for attending this opening ceremony. Thank you representatives of countries and territories for taking part in IMO 2007.
Thank you, sponsors, for IMO 2007, the Telemilitary Military Telecommunication Company, Saigon Securities Company, CMS Computer Company, All Financial Company and FTT Company. Và một lần nữa, xin chào mừng quý vị đến Việt Nam. And welcome all of you to Vietnam. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý bà, quý ông, thưa bạn bè quốc tế, để chính thức bắt đầu lễ khai mạc Olympic Toán học Quốc tế 2007, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to officially commence the opening ceremony of the IMO 2007, let's stand up for the colors salute. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Thank you. Kính thưa toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa quý bà, quý ông. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung. Giáo sư xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Olympic Toán Quốc tế lần thứ 48 lên phát biểu. Ladies and gentlemen, now we have the great honor to invite His Excellency Professor Dr. Trần Văn Nhung, Vice Minister of Education and Training of Vietnam, President of the IMO 2007 Organizing Committee, to come to stage and deliver his speech. Your Excellency, Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, Professor Joseph Pelikan, Chairman of the International Mathematical Olympiad Advisory Board, distinguished guests, dear teachers and contestants, ladies and gentlemen. On behalf of the IMO 2007 Organizing Committee, I would like to welcome His Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, distinguished guests, as well as the teachers, contestants from 95 countries and territories, to the opening ceremony of the 48th International Mathematical Olympiad 2007, which is organized in Vietnam from 19th to 31st July 2007. As we all know, the International Mathematical Olympiad is an annual competition for high school students to compete against their peers from the world around. This is a gathering of the preeminent promising mathematicians of the world. And Vietnam, of course, is very proud to be it
it hosts this year for the first time. IMO is a far beyond a mathematical competition for young, talented high school students, because this is a wonderful opportunity for all contestants to demonstrate their ability, interchange their ideas, learn from each other, enjoy international friendship, and especially discover the hidden charm of Vietnam, our art and our culture. Especially during the IMO 2007, all of you, the participants, will have an occasion to enjoy the charming beauty of the capital Hanoi, where the first university of Vietnam was established almost 1,000 years ago, as well as the world-famous Ha Long Bay, one of the world natural heritage, and many other places of Vietnam. With the effort of the organizing committee and volunteers, I strongly believe that the delegates and contestants will enjoy the best conditions possible, as the 48th IMO will be a great success. Thank you, His Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, all the teachers and contestants and distinguished guests for your attention. Thank you. Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung. Thank you very much, Your Excellency Professor Dr. Trần Văn Nhung. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, sẽ lên phát biểu chào mừng Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48. And now it's a great honor for us to invite His Excellency Professor Dr. Nguyễn Thiện Nhân, Minister of Education and Training of Vietnam, to come to the stage and deliver his welcome speech to the 40th International Mathematical Olympiad. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, kính thưa các vị bộ trưởng và khách quý, thưa giáo sư Pelican, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Cuộc thi Olympic Quốc tế, thưa các thầy giáo, các em, thưa các ngài, thưa các quý bà, quý ông. Your Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, Excellency Minister's Distinguished Guest, Professor Pelican, Chairman of the International Mathematical Olympiad Advisory Board, dear teachers and contestants, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Education Training of Vietnam, on behalf of more than 1 million teachers and 23 million students of Vietnam, I would like to welcome and thank His Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, distinguished guests, teachers and contestants, for coming to the opening ceremony of the 48th International Mathematical Olympiad held in Vietnam for the first time. Your Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, ladies and gentlemen, since 1959, in July every year, the mathematics community of the world pay great attention to one of the most impressive mathematical events of the year, the International Mathematical Olympiad, which is attended by high school students with outstanding mathematical talents. At the first contest in Romania, there were only 7 countries participating, where at this Olympiad we had the participation of 93 countries and territory of all the countries in the world. This is the Olympiad that had the highest number of participating countries so far. This has shown that the Olympiad has been attracting more and more attention and interest of the nations, the mathematical community, and young math talents over the world. This is especially meaningful now that we have seen a trend in many countries where young generation is afraid of learning mathematics and sciences, and this leads to shortage of highly qualified
human resource in the field of basic sciences. Therefore, annual Mathematical Olympiad in general, and this year Olympiad in particular, will contribute to encouraging the learning and teaching of mathematics globally, and so that learning mathematics for young people, not only in order to work or to earn a living, but in many cases also a fun and passion in the life. Ladies and gentlemen, since having participated in the International Mathematical Olympiad for the first time since 1974, when our country was still in the war, according to an official ranking, Vietnam has been standing among the 10 to 15 best teams of this contest. This is especially encouraging for a country that has been facing many social economic difficulties and which GDP per capita still less than $1,000 per year. In the human development strategy, the government of Vietnam has been always paying special attention to improving public knowledge and fostering talents, trying to detect early young talents in all fields, including mathematics, in order to provide them the best conditions for their endowed talent to prosper. The presence of His Excellency Prime Minister Nguyen Tan Dung at this opening ceremony is the convincing proof of the care of the government of Vietnam for the cause of education and training, as well as for encouraging young generation to learn mathematics and other sciences. Dear contestants, coming this year, International Mathematics Olympiad, you are the young ambassadors of 93 countries and territories to Vietnam. So I hope that since your arrival in Vietnam, your Vietnamese brother and sister, friends who are the International Mathematics and Olympiad volunteers, have taken good care of you. The warm hospitality of the people of the host country has, to some extent, lessened your tiredness after long journeys as well as your homesickness. So help you highly concentrate to gain best results when you have the honor to present your country to compete at this Olympiad. I also believe that your talents and creativeness shown during the contest will be new steps to accelerate the cooperation in teaching mathematics in our nations to develop further and thus contributing to the development of mathematics. I also suggest that the organizing committee and the leaders of participating teams provide the best conditions to hold this contest in a safe and fair manner. On this occasion, on behalf of the Ministry of Education, Training and the Organizing Committee, I would like to express our heartfelt thanks to the Communist Party of Vietnam and the government for allowing and providing funds for the ministry to hold this contest. My sincere thanks go to the International Mathematical Olympiad 2007 Organizing Committee, the local craftsmen and people of the capital Hanoi, the Halong City of Quang Ninh Province, the sponsors, the volunteers, the National Convention Center, as well as all the organizations and the individuals for the outstanding contribution to the successful organizing of this Mathematical Olympiad 2007. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các vị khách quý, các vị đại biểu, chúc cuộc thi Olympiad của chúng ta thành công tốt đẹp. Finally, I wish good health to His Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, distinguished guest and dear contestant. May our Olympiad be a great success. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Thank you, Your Excellency, Minister Nguyễn Thiện Nhân. Kính thưa quý vị, và sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời Giáo sư Tiến sĩ Joseph Pelican, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Olympic Toán Quốc tế, lên phát biểu chào mừng.
Now it's a great honor for us to invite Professor Dr. Suzette Pelican, Chairman of the Advisory Board of International Mathematical Olympiads, to come to the stage and make his welcome speech. Your Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, the International Mathematical Olympiad, or as we call it in short, IMO, is steadily growing in size and importance. This year, we witness a new record participation of teams from 93 countries with a total number of 523 contestants. Students and their leaders have gathered from all continents here in Vietnam to test their skills in mathematics and to share their experiences in mathematical education, competitions, and problem solving. Dear students, in the next 2 days, you will meet challenging and interesting mathematical problems. I hope you will enjoy them. Be proud of your achievement thus far, which enabled you to be a participant in this year's IMO, the 48th of its kind. I can assure you, from my own personal experience, that later you will remember these days as some of the most memorable ones in your life. Dear leaders, deputy leaders, coordinators, and all organizers, let's hope that our hard work in the coming days will be as successful as, we trust, the problem-solving achievement of the students will be. Now, let me try my best to address a few words in Vietnamese to our hosts. Afterwards, I will translate it in English. Cat Ban Vietnam Tan Minh. Tôi rất vui mừng được có mặt tại Việt Nam để tham dự Olympic toàn quốc tế lần thứ 48. Cảm ơn các bạn đã mời chúng tôi tham dự sự kiện quan trọng này và xin chúc quốc tế thành công. I'm glad to see that what I tried to say in this extremely difficult language was recognizable to some extent. Here is it in English. Dear Vietnamese friends, we are very glad to be here in Vietnam at this 48th International Mathematical Olympiad. We thank you for your invitation to come to this important event, and we are looking forward to a great competition. Dear participants, from nearby and from all corners of the world, let's celebrate together this great feast of mathematics, problem solving, and intellectual endeavor, the 48th IMO. Thank you. Xin được trân trọng cảm ơn Ngài Giáo sư Tiến sĩ Joseph Pelican, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế, với những lời phát biểu chân thành vừa rồi với tất cả chúng ta. Thank you very much, Professor Dr. Joseph Pelican. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý bà, quý ông,
Bên cạnh những bài hát, chúng tôi còn muốn gửi đến quý vị những điệu múa thật uyển chuyển, duyên dáng của Việt Nam. Những điệu múa phản ánh đời sống sản xuất, đời sống tâm linh và những ước mơ của người dân chúng tôi, đặc biệt thông qua những lễ hội dân gian đa sắc trên khắp các vùng miền của Việt Nam. Distinguished guests, ladies and gentlemen, besides songs, we'd like you to enjoy lithium and graceful dances of Vietnam, which reflects the production of spiritual life and dreams of our people, especially in folk festivals nationwide. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức màn múa, hội đèn, âm nhạc trọng đài, biên đạo, nghệ sĩ ưu tú Hữu Từ, Hồng Phong, biểu diễn, tốc múa nhà hát ca múa nhạc. And now let's enjoy the dance named Lantern Festival. Musician Trọng Đài, choreographer, meritorious artist of Hữu Từ and Hồng Phong, performers, dancers of the Vietnam Performing Arts Theatre.
Xin được trân trọng cảm ơn phần biểu diễn các nghệ sĩ. Thank you very much, artists, for the great performance. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình của buổi lễ khai mạc Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị đăng cai hoạt động này, lên phát biểu chào mừng. And now we have the great honor to invite Dr. Nguyễn Quốc Triệu, Chairman of Hanoi People's Committee, to come to stage and deliver his welcome speech. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, kính thưa Ngài Joseph Polikan, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Olympic Toán học Quốc tế, kính thưa quý bà, quý ông cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh ở tất cả các châu lục về thủ đô Hà Nội dự cuộc thi. Your Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, Excellencies Minister and Distinguished Guests, Professor Joseph Polikan, Chairman of International Mathematical Olympiad Advisory Board, dear teachers and contestants, ladies and gentlemen. Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được vinh dự là địa điểm tổ chức Olympic Toán học lần thứ 48 năm 2007. Thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các quý bà, quý ông cùng toàn thể các em học sinh tham gia Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48. Hanoi is very honored to be chosen by the organizing committee as the venue for the key activities of this year IMO. On behalf of the leadership and the people of the capital city, I warmly welcome all the distinguished guests, teachers and students from 94 countries and territories to the capital city of Hanoi, the city for peace, to participate in the 40th International Mathematical Olympiad 2007. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, toán học vốn được coi là một công cụ quan trọng của nhận thức. Nhà toán học lớn Descartes đã từng nói, hãy biết biến tất cả những cái gì không đếm được thành đếm được, và đếm tất cả những cái gì có thể đếm được. Trong lịch sử Việt Nam, Nguyễn Huyền, Lương Khiêu Vinh là những trạng nguyên rất trẻ, đồng thời cũng là những nhà toán học ra lỗi lạc của Việt Nam. We have still remember the mathematicians in the history of Vietnam as well as their non-beings. Kế tục và phát huy truyền thống dân tộc, học sinh Việt Nam đã 30 lần tham gia Olympic toán học, đạt được nhiều thành tích tốt đẹp và vinh dự lớn lao. Đây là lần đầu tiên Olympic toán học được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam. Thủ đô Hà Nội với gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 570 học sinh toán học xuất sắc nhất. Thủ đô Hà Nội chúng tôi có lịch sử ngàn năm tuổi, đã được UNESCO tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình. Hà Nội đã và đang chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện đổi mới toàn diện về kinh tế xã hội, phát huy vai trò thành viên chính thức WTO, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Cả nước và thủ đô đang náo nức hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Olympic toán học lần thứ 48 là thêm một dịp để học sinh Việt Nam và bạn bè các nước giao lưu học hỏi lẫn nhau, thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
With cultural and historical traditions spanning over almost 1,000 years, Hanoi used to be the venue for many important examinations in the past to search for talents for the country. If the international friends visit the Temple of Literature, the first Vietnamese university established almost 1,000 years ago, you will see the list of PhD holders throughout many dynasties whose names were carved on stone with a view to honoring forever the Vietnamese talents in the process of building and defending the nation. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình để Olympic Toán học lần thứ 48 thành công tốt đẹp. Với tinh thần giỏi toán là một cơ sở quan trọng để giỏi toàn diện, chúc các thí sinh dự thi hết mình, giành kết quả cao cùng với giỏi toán, đã là hoặc sẽ là học sinh giỏi toàn diện, xứng danh công dân của thế kỷ 21. Now that being the host city for IMO, Hanoi will try her best together with the Ministry of Education and Training to help IMO 2007 successfully. I believe that beyond the stressful time dedicated to organizing and competing in the contest, the teachers and students will spare some time to explore many new and astonishing things in Hanoi, from places of beauty and interest to the unique style of living of Hanoians. Xin kính chúc sức khỏe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các quý vị đại biểu, quý bà, quý ông và các bạn có những ngày tốt đẹp, thoải mái, nhiều ấn tượng tại thủ đô Hà Nội của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Lastly, may I wish best health to His Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, distinguished guests, teachers and students. May the contest be successful. Thank you very much. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch Ban nhân dân thành phố Hà Nội với phát biểu chào mừng. Thank you Dr. Nguyễn Quốc Triệu, Chairman of Hanoi People's Committee. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên phát biểu khai mạc Olympic Toán Quốc tế lần thứ 48 2007 từ Hà Nội, Việt Nam. Ladies and gentlemen, now I'm greatly honored to invite His Excellency Mr. Nguyễn Tấn Dũng, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, to come to the stage and deliver the opening speech of the 40th International Mathematical Olympiad. Thưa các vị khách quý, thưa giáo sư Joseph Pelican, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cuộc thi Olympic Toán Quốc tế, thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, thưa quý bà, quý ông. Distinguished guest, Professor Joseph Pelican, Chairman of International Mathematical Olympiad Advisory Board. Dear teachers and contestants, ladies and gentlemen. Thay mặt chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đến từ 95 nước và vùng lãnh thổ để tham dự cuộc thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 48 năm 2007, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. On behalf of the government and people of the Socialist Republic of Vietnam, I warmly welcome distinguished guests, teachers and contestants from 95 countries and territories to attend the 40th International Mathematical Olympiad 2007, which is held in Vietnam for the first time. Đây là một vinh dự to lớn của nước chủ nhà Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng toán học và bạn bè quốc tế đối với đất nước chúng tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với những nỗ lực to lớn của nước chủ nhà, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ban tổ chức, các thí sinh thân yêu của chúng ta sẽ có những điều kiện tốt nhất
và công bằng để tranh tài trong cuộc thi toán học đỉnh cao, mang lại vinh quang về cho quê hương mình, đồng thời học hỏi lẫn nhau, góp phần vào sự phát triển không ngừng của toán học thế giới. This is a great honor for the host country, which has shown the trust of the international mathematical community and friends in our country. I firmly believe that with the tremendous efforts of the host country, the Ministry of Education and Training and the IMO 2007 Organizing Committee, our dear contestants will have best and fair conditions to compete at this top mathematics contest, bringing glory back home as well as learning from one another and contributing to the continuous development of mathematics over the world. Tôi xin chúc các vị khách quốc tế, các em học sinh có những ngày thú vị với những ký ức tốt đẹp về Việt Nam. Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt nhất. Và quan trọng hơn cả, đây là một cơ hội rất tốt để các thí sinh và tất cả chúng ta xây dựng tình bạn và tình đoàn kết quốc tế vì một thế giới tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. I wish international guests and contestants a pleasant stay with beautiful memories of Vietnam. I wish the contestants the best results, and more importantly, this is a very good opportunity for the contestants and all of us to build and strengthen our friendship and international solidarity for a better world and a more brilliant future. I wish the Olympiad every success. Tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam. I hereby declare the 40th International Mathematical Olympiad 2007 in Vietnam open. Xin cảm ơn. Thank you very much. Xin được trân trọng cảm ơn Ngài Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Thank you very much, Your Excellency Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, như vậy là buổi lễ khai mạc của chúng ta đã chính thức được diễn ra. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật hát múa đặc sắc chào mừng cho lễ khai mạc ngày hôm nay. And now we'll have chance to continue enjoying special art performances welcoming the opening ceremony today. Thưa quý vị, trẻ em luôn là tương lai của mỗi dân tộc. Chúng ta hãy cùng chia sẻ những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng và hòa bình mà các em nhỏ mang lại. Sau đây sẽ là những điệu đồng dao quen thuộc như câu hát cửa miệng của mỗi em nhỏ Việt Nam, thể hiện cùng những trò chơi dân gian. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ladies and gentlemen, children are always the future of each and every nation. Let's all together share with them clear, carefree and peaceful moments. Following our Vietnamese children's songs, which are as familiar to them as being on their tips, and often sung together with folk games. Please enjoy the songs.
Xin được cảm ơn các em nhỏ rất dễ thương, các em nhỏ Việt Nam đã đem đến không khí thật trẻ trung cho buổi lễ khai mạc ngày hôm nay của chúng ta. Oh, that's great, that's great. Thank you very much, lovely kids. Kính thưa toàn thể quý vị, một niềm tự hào nữa của người dân Việt Nam là sự giàu có và đặc sắc của hệ thống các loại hình nhạc cụ dân tộc. Hàng trăm loại hình với những âm thanh quyến rũ, ca ngợi đời sống tâm hồn của người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Ladies and gentlemen, another cry of Vietnamese people is our plentiful and original traditional musical instruments of hundreds of types. With attractive sounds, these special instruments sing the praise of traditional to modern spiritual life of the Vietnamese people. Tiếng đàn bầu một dây, tiếng sáo trúc, tiếng đàn tam thập lục, tiếng đàn nhị thập dây dứt, réo rắt. Mỗi nhạc cụ có một thanh âm riêng, nhưng sẽ cùng hòa điệu trong ngày hôm nay để giới thiệu đến toàn thể quý vị những người nghe không chỉ những âm thanh của cuộc sống mà còn cả những hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên đất nước Việt Nam. Each musical instrument has its own distinguishing sound, but the mixing of all sounds together will give us, the audience, not only the sound of life, but also the beautiful images of Vietnamese nature. And now, let's enjoy a music composition by these musical instruments. Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân gian, nét dạo ngày xuân, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Thế Dân, biểu diễn tiết nhạc dân tộc Nhạc viện Việt Nam. Let's enjoy the spring melody by musician meritorious artist Thế Dân, performance by artists of Hà Nội Music Conservatoire.